Đây là một trong số hàng loạt biển báo giao thông bị xe tải chở đất tông ngã. Trên tuyến đường DH47, từ thôn Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, đi xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. Mặt đường hẹp, xe tải lớn. Khi hai xe chạy đối đầu nhau thì không còn chỗ né tránh. Trên tuyến đường này, hệ thống biển báo bị xe tải chở đất va chạm, nằm la liệt kéo dài gần 3 km. Tường hộ lăn mềm hai bên đường cũng bị xe tải làm hư hỏng nghiêm trọng. Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Nghĩa Hành cho biết, trước khi thi công đường cao tốc Quảng Ngãi - Bình Định, Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải đã gửi văn bản đề nghị cho mượn tuyến đường DH47 để thi công dự án. Huyện Nghĩa Hành đã ghi lại hình ảnh nguyên trạng của tuyến đường này lúc chưa thi công dự án. Huyện cũng đã lập biên bản yêu cầu các đơn vị thi công cam kết nếu làm hư hỏng hạ tầng giao thông thì phải tu sửa lại như ban đầu. Chúng tôi cũng đã kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng sau một cái thời gian mà các đơn vị thi công là vận chuyển thì chúng tôi đã xác lập lại kiểm tra để xác định mức độ hư hẳn từng đoạn nào mà hư. Cơ bộ là chúng tôi buộc đơn vị yêu cầu của đơn vị thực hiện là phải khắc phục lại. Tuyến đường này có nhiều đoạn quanh cua, che khuất tầm nhìn, nhưng nhiều hạng mục cảnh báo giao thông đã bị hư hỏng. Có nhiều đoạn mặt đường chỉ vừa lọt cho một xe tải, người đi xe máy cũng rất khó khăn để né tránh. Ở Quảng Ngãi, trước đây đã từng xảy ra tình trạng, Ban Quản lý Dự án và nhà thầu thi công cao tốc cam kết sẽ hoàn trả lại nguyên trạng tuyến đường khi hoàn thành dự án. Tuy nhiên sau đó lại không thực hiện như lời hứa. Mời các bạn kiểm tra thực tế để xác định hư hỏng thì kịp thời được tránh cái trường hợp mà sau khi hoàn thành hết là đơn vị sẽ rút đi và để lại cái hiện trạng là hư hỏng đối với tuyến đường. Cho nên chúng tôi kiểm tra theo phân đoạn ra, chúng tôi đi kiểm tra từng giai đoạn nào hư thì chúng tôi để yêu cầu khắc phục, nếu không phải tạm dừng triển khai thi công lưu thông trên tuyến đường này. Chính quyền và người dân địa phương luôn ưu tiên cho thi công dự án trọng điểm quốc gia, nhưng chủ đầu tư và đơn vị có xe vận chuyển vật liệu chạy qua tuyến đường này không thể bất chấp các quy định, xâm hại nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông và gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông.